Khi mà nhắc tới ngành kỹ thuật thực phẩm thì các bạn nghĩ là sẽ học những gì ạ? Nấu ăn, làm đầu bếp. Hay bên đây chỉ là ngành học có thể tạo ra những nhân lực cho ngành công nghiệp thực phẩm. Trong tiểu mục Tôi học gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành kỹ thuật thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi đầu tiên đào tạo ngành học này của Việt Nam. Những sinh viên này đang thực hành toàn bộ quy trình sản xuất một sản phẩm thực phẩm, từ sơ chế cho đến thanh trùng và bảo quản. Đây là nội dung học đầu tiên và bắt buộc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành học mình đã chọn. Với một sinh viên ngành kỹ thuật thực phẩm, thì thực hành thí nghiệm và thực tập chiếm tới 30% phần học chuyên ngành của sinh viên, được thực hiện trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, liên tục được cập nhật. Nhà trường đã được trang bị các cái dây chuyền sản xuất khép kín, đặc biệt là có một dự án từ ODA có cái quy trình sản xuất sữa, sản xuất rau quả và chế biến thịt ở quy mô nhỏ. Thế như vậy thì các cái sản phẩm có thể được chế biến ở cái quy mô thử nghiệm và đánh giá chất lượng trước khi mà đưa ra ngoài thị trường. Ngành kỹ thuật thực phẩm của Đại học Bách khoa gồm 3 chuyên ngành cung cấp kiến thức về vấn đề chế biến bảo quản thực phẩm, đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm trong quá trình chế biến, vận hành dây chuyền sản xuất, bảo quản, phát triển sản phẩm mới, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm và hóa học, dược phẩm. Em thấy ngành thực phẩm nó là một cái ngành thiết yếu đối với mọi quốc gia, xã hội, tại mọi thời đại và đặc biệt là tại một quốc gia mà phát triển mạnh về nông nghiệp như Việt Nam. Nên em tin rằng là các bạn trẻ hay là với em thì sẽ không bao giờ thiếu cái cơ hội phát triển ở trong lĩnh vực này. Qua 65 khóa đào tạo, chương trình giảng dạy của ngành này luôn được cập nhật kịp thời, thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân lực. Chuẩn đầu ra này thì được lấy từ được áp dụng từ những cái chương trình đào tạo về ngành thực phẩm lớn và từ các cái dự án lớn của quốc tế. Không chỉ được tiếp cận với các tài liệu cũng như các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực thực phẩm, mà sinh viên của ngành kỹ thuật thực phẩm còn có cơ hội giao lưu và trao đổi với các sinh viên đến từ các nước khác, được học các chuyên gia từ những nước có nền công nghiệp thực phẩm phát triển trên thế giới. Vâng, hiện nay thì chuyên ngành kỹ thuật thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 chương trình đào tạo: hệ cử nhân thời gian học 4 năm, hệ kỹ sư thì thời gian học 5 năm và hệ tích hợp cử nhân thạc sĩ thời gian học là 5 năm rưỡi. Có rất nhiều lựa chọn dành cho các bạn trẻ.